Greener. YouTube Mobile thắng bại tại kỹ năng. Xin chào các bạn, mình là Bớp, người đi đường dưới của đội tuyển Pro AMI. Các bạn đang theo dõi chương trình lựa chọn của tôi. Deal của Colossal nhưng anh ta cũng ngay lập tức phải nằm. Không, deal của Why Not nhưng Colossal phải nằm. Why Not thấp máu, chưa ai hạ gục Why Not. Và đó là Bớp, Bớp 2 điểm hạ gục dành cho Bớp. Ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu vị tướng yêu thích của tôi là Rack. Time to knock the stuffing out of you. Rack là một tướng cơ động và hổ báo, phù hợp với phong cách đánh của mình. Vì vậy mình yêu thích vị tướng này. Thêm cả ba tông, đó là pha xử lý tuyệt vời đến từ người đứng giữa của Pro AMI. Đó, pha thi đấu vừa rồi chúng ta thể thấy được rất rõ đẳng cấp của Book. Tiếp tục là một điểm hạ gục nữa dành cho anh chàng này. Góc bổ trợ của Rack mà mình hay sử dụng. Với góc đỏ sử dụng ngọc 5,3 công phép, ngọc tím 2,4 công phép cộng 1% hút máu. Với ngọc xanh các bạn có thể sử dụng hai loại ngọc là loại ngọc 3,75 máu tối đa và 0,6% một chiêu hoặc 2,4 công phép và 0,7% một chiêu. Với bằng ngọc mắc công phép ở giai đoạn đầu trận sẽ tạo được lượng sát thương lớn cũng như khả năng dồn sát thương đủ mạnh ở những giai đoạn quyết định. Với Rack, tôi hay sử dụng các bổ trợ là bộc phá với khả năng sốc sát thương và hủy diệt đối phương trong một nốt nhạc. Chuyện bùng nổ là item quan trọng nhất đối với Rack, lượng sát thương cộng thêm phù hợp với lượng cooldown của kỹ năng phù lập chân không. Vì vậy, khi có được chuyện bùng nổ, Rack có một bước thăng tiến sức mạnh đột phá. Dây kim cương giúp Rack có thể thoát khỏi những pha bắt lẻ cũng như những tình huống khống chế vừa phải của đối phương, qua đó thoát hiểm được những tình huống bị bắt lẻ. Vương miện hy kết cũng là một trang bị tăng tiến sức mạnh cực lớn của Rack, và khi có được vương miện thì khả năng dồn sát thương của Rack sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, quyền triệu Ria sẽ giúp Rack hồi phục đi lượng máu đã mất, vì vị tướng này là một vị tướng có khả năng hồi phục khá thấp. Thế nên quyền triệu Ria cũng là một món trang bị khá quan trọng đối với Rack. Sách chiêu hồn sẽ làm giảm khả năng hồi phục của đối phương sau những tình huống cố rỉa máu của Rack ở những giai đoạn cuối trận đấu. Với Rack, hãy tích 2 điểm nội tạng trước khi tham gia giao tranh. Với đòn đánh thứ 3, Rack sẽ được cộng thêm công phép cũng như hiệu ứng đẩy lùi. Điều này sẽ giúp bạn hạ gục đối phương nhanh gọn hơn. Với cú đá chân không trúng đích kèm hiệu ứng làm chậm, cộng với nội tạng đấm vào lách giúp ngắn khoảng cách với đối phương, sau đó thử sử dụng cú đấm thăng hoa và tiếp tục sử dụng nội tạng đấm vào lách luồn ra sau đối phương. Rồi sau đó bạn có thể sử dụng tạo xung dữ đột để đẩy đối phương về. Muốn sử dụng combo của Rack, bạn nên cần chú ý điểm nhộn của mình trên 80%. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về vị tướng Rack. Hy vọng mọi người sẽ có được những chiến thắng với vị tướng này. Và đừng quên ủng hộ Pro AMI trong những trận đấu tại đấu trường game vọng. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình tiếp theo. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống. Và tải ngay Liên Quân Mobile trên Google Play hoặc App Store.